chọn cái video ngày hôm nay để dành cho những chị gái của em nào là tín đồ của màu tím than ạ. Thì em tin rằng đây sẽ là một trong những cái set bộ mang lại sự tự tin và cũng như đúng theo cái sở thích của mình luôn các chị gái nhá. Một chiếc áo ký giả với một tông màu tím than vô cùng là sang ạ. Và em đang kết hợp cho mình ở đây với một chiếc quần trắng xương le cũng được sử dụng tông màu tím than để mình có thể kết hợp tạo nên một cái bộ trang phục vừa hách về chiều cao cũng như cái khuyết điểm trên cái cơ thể của mình để có thể tự tin tuyệt đối các chị gái nhá. Và dáng áo ký giả ở đây của chúng ta sẽ được thiết kế là dáng chiết ly nhẹ cho nên là sẽ che khuyết điểm rất là tốt, và cái độ dài của nó thì rất là vừa, không cần sâu vin mà chúng ta cảm giác nó rất là lịch sự và trang nhã luôn. Và một cái điểm nhấn mà chúng ta không thể bỏ qua đó chính là một cái thiết kế nơn lệch như thế này ạ, tạo điểm nhấn cho chiếc áo trở nên mềm mại và bắt mắt hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là với cái set này thì bên em sẽ có size cho mình từ 42 cân cho đến 68 cân, là các chị gái của em hoàn toàn mang vừa. Thì các chị hãy nhanh tay nhé để chúng ta có thể sở hữu set này ạ trong chương trình đang được lì xì của Zee Day nhân dịp đầu xuân mới các chị yêu nhé.